Okay, good evening everyone. Hi class. Can you hear me? Các bạn ơi, có nghe cô nói không ạ? Dạ có. Okay, now turn on your camera and now quickly turn on your camera. Bật camera của các bạn lên nào. Camera của các bạn đâu rồi? Bật lên nhanh lên. Rồi ha, của Vương Linh cô chưa thấy này. Rồi, trước khi vào bài mới thì buổi hôm trước có bài tập về nhà đúng không? Cô giáo hôm trước là ra cho chúng ta bài tập activity number 1 and 6 of a lesson 3 unit 5. Right? Đúng không nào? Các bạn đã làm bài này chưa? Dạ rồi cô. Okay. Ok, rồi ha. Cô em đi vệ sinh. Ok. Rồi mình chờ xem có bạn nào vào học nữa không thì nếu không thì mình sẽ học nha. Bạn nào chưa chuẩn bị cái bài này nè thì chuẩn bị nhanh cho cô ha. Write about yourself. Cái này thì giới thiệu về bản thân thôi. My name's Linda. I can swim, I can ride bike, I can sing and dance, but I can't play the piano. What about you? Mình sẽ giới thiệu tương tự như bạn này, hoặc là có thêm một cái ví dụ cho các bạn nữa này. Hey. Hello, my name is Lien. I study English at school, so I can speak English. I cook Vietnamese food, but I can't eat hot food. My brother Sam is a great footballer. He can play football really well. What was you? What is your name? What can you do? Đây là cái ví dụ nha. Các bạn có thể áp dụng nó vào để làm cái bài của mình. Coi cô, cái bài đó ngày hôm qua em, ngày hôm nay em nộp cô. Mình nộp ở trên hay của trường đúng không? Ngọc trong nhóm Facebook của cô. À rồi rồi. Cô sẽ kiểm tra ha. Được
cô một chút, cô sẽ kiểm tra bài tập. Rồi, có bạn nào mới vào đây? Tiến Phương, Tiến Phương ơi, bật cam lên cho cô nào. Đây, đúng rồi. Cô Thảo Quỳnh này. Cô Vương Linh này. Còn bạn nào nữa không nào? Đây là Quỳnh Anh. Hình như chỉ mới có hai bạn thôi thì phải. Đúng rồi, có hai bạn thôi. Rồi, bây giờ chứa bài của bạn Thảo Quỳnh trước à? Ok. Rồi bây giờ cô sẽ bật nha. But I can. Rồi. Everyone, my name is Quinn. I'm 9 years old. I can ride a bike, but I can dance. I can't swim, but I can play volleyball. Goodbye. Everyone. My name is Quinn. I'm 9 years old. I can ride a bike, but I can dance. I can't swim, but I can play volleyball. Goodbye. Ever. Okay, rồi. Có bạn nào nhận xét không? Bạn nào nhận xét bài bản Thảo Quỳnh không nào? Mình thấy bạn đã nói đúng cấu trúc ngữ pháp chưa? Phát âm đúng chưa? Nào, who can? Rồi. Về cơ bản thì Thảo Quỳnh đã nói đúng ngữ pháp rồi nè, đúng cấu trúc rồi nè. Còn về phát âm thì mình cần luyện thêm một chút nữa ha. Tiếp theo. Của bạn Vương Linh này. I can swim, I can dance, and
But I can't volleyball. What about you? My name is Lin. And I just so ok, rồi. Có bạn nào nhận xét bài của bạn Vương Linh nào? Thấy bạn nói là đúng cấu trúc ngữ pháp chưa nào? Con chẳng nghe thấy gì cô ạ. Không có nghe thấy gì á? Mình nghe thấy chưa? Chưa cô. Chưa nghe cái bài của bạn Linh hay là cái tiếng chưa của nghe cô? Thấy. Của bạn Linh cô. Để cô xem cái. Rồi nha, mình nghe lại xem nha. My name is Lin. Yes, I can cook, I can swim, I can dance and sing. I can't volleyball. What about you? My name is Lin. I'm not just a ok, rồi bây giờ mình đã nghe thấy chưa? Cái mạng của cô nó hơi kém một chút nên là nó chập chờn đấy. Rồi, mình thấy cái cấu trúc ngữ pháp của bạn Vương Linh ấy, nó đã đúng hay chưa? Cô gợi ý nhá, ở cái phần cuối ấy. I can't volleyball, đúng hay chưa? Con không nghe thấy gì cô ơi. Cô đang có ít cái loa của cô ấy. Cô nói thì mình nghe rõ đúng không? Đúng rồi. Thứ nhất là cái âm lượng ở bản Linh nó bị nó nhỏ quá ấy. Nên là các bạn sẽ không khó nghe. Con không nghe thấy gì cô. Bây giờ cô thử bật cái này thử có nghe được không nha. Nghe được không? Nãy còn nghe được, giờ hết nghe được cái gì luôn á cô. Không nghe được, với lại nó cứ chậm chậm, nó bị đâu. Rồi, cái mạng của cô nó bị kém. Cô sẽ share lại xem nào. Chán ghê. Rồi. Nghe lại thử nha. I can swim. I can dance and sing. Nghe được không mọi người? Bởi vì nhỏ xíu xíu cô. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Bạn ấy nói nhỏ lắm. Cô bật loa lớn lắm đấy nè. Nhưng mà bạn ấy nói nhỏ. Với lại là phải chăng cái tiếng trên bản ấy nói ấy rất là chậm nên là các bạn nghe cảm thấy nó giật giật, nó rất là chậm, bạn nói chậm lắm. Ok, cô sẽ nhận xét luôn này. Cái phần của Linh ấy thì cái sai cơ bản ở cái câu cuối cùng I can't volleyball phải là I can't play volleyball,
nha, mình thiếu động từ ha. Rồi về phát âm thì mình vẫn chưa có tốt đâu, mình phải luyện phát âm nhiều vào để có thể là rõ được từng từ một. Ok, rồi mình nói có thể là một cái nữa là mình phải cải thiện cái giọng nói của mình nó lớn lên ha, và nói nó trôi chảy thêm một chút. Rồi còn các bạn khác như thế nào? Ngoài bạn Thảo Quỳnh và bạn Vương Linh đã làm bài tập, còn bạn Thành Đạt này, Nam Phong này, Tiến Phương này đã làm bài tập chưa? Con có biết bài tập nào được cô? Bài tập mà cô giáo gửi ở trên team đấy. Bài tập gì nhỉ? Bài tập số 5, số 6, lesson 3 của Unit 5 ấy. Rồi để cô chia sẻ, và bây giờ nếu như chưa có làm ấy thì bây giờ làm luôn. Cái này nó cũng đơn giản thôi. Rồi, mình đã thấy màn hình của cô chưa nào? Các bạn ơi, everyone, can you see my screen? Rồi cô. Thấy rồi đúng không? Rồi, những bạn nào chưa làm bài tập này gửi lên trên page của trường ấy, thì bây giờ nào, nhìn vào ví dụ, thì làm cho cô cái bài này nào. Giới thiệu tên này, những cái gì mình có thể làm này, những cái gì mình không thể này. Và đây là một gợi ý nha. Còn tiếp theo cô sẽ cho các bạn thêm một gợi ý nữa này. Đây. Rồi giới thiệu cho cô là what is your name, what can you do and what can't you do. Nào. Cô mời Tiến Phương trước nào. Cái này dễ này. Dạ, đọc cụ. No. Làm về bản thân mình nào, dựa vào cái ví dụ này. Hello, my name is Bảo. I'm student English at school. So I can speak English. I cook Vietnamese food, but I can eat cold food. My brother's son is a great food baller. He can play football really well. What about you? What is your name? What can you do? Okay. Rồi. Gia Bảo đúng không nào? Ok, rồi, cái này về cơ bản thì cũng ổn rồi đấy. Nhưng mà mình có thể là sử dụng một số cái từ vựng ấy, từ vựng ở buổi học hôm trước. Mình để nói vào cho nó phong phú hơn một chút ha. Tiếp theo nào, có mời Nam Phong. Nào. Nam Phong ơi, mình chưa bật mic kìa. Cô nghe. Buổi học hôm bữa là buổi chiều chỉ có hai bạn học thôi cô, còn mấy bạn khác không có cô. Nhưng mà cô cũng nói này, nhưng mà ok, Nam Phong ơi, chờ cô một chút nha, xin lỗi nha. Nhưng mà ấy, sau mỗi buổi học thầy cô sẽ gửi cho các bạn những cái nội dung buổi học ngày hôm đấy, bài tập về nhà,
rồi nhận xét ở ở trên team ấy. Các bạn phải vào đấy để xem nếu như buổi đấy mình nghỉ ha. Con vào con thấy cô. Bởi vì cô không thấy à? Có ghi hết. Cô em có ghi rồi cô. Có ghi hoặc là có xác thì cô không có gửi. À ha, thế à. Rồi. Có gì lát nữa cô sẽ, nếu như là có bài tập gì thì lát nữa cô sẽ gửi cho các bạn ngay trên buổi học luôn ha, để không bị mất nha. Rồi, cô mời bạn Nam Phong nào. Hello, my name is Phong. I truly student Vietnam English at school. So I can speak English. I cook Vietnam food. But I can eat hot food. My father son eat a garden for football. He can play football ready. Very. What about you? What is your name? What can you do? Okay. Rồi. Về cơ bản ấy thì Nam Phong cái phát âm của mình nó vẫn chưa được ổn ấy. Mình nhớ luyện đọc thật nhiều, luyện phát âm thật nhiều để có thể nói trôi chảy hơn à. Rồi. Ok, bạn tiếp theo nào. Thành Đạt nào. Cô muốn một bạn nói khác so với cái gợi ý mà cô cho nào. Cái này là gợi ý thôi. À, mình sẽ tự vận dụng vào bản thân mình nào. Cái này là write about yourself. Bản thân của các bạn, chứ không phải là người khác. À, nào, cô mời Thành Đạt nào. Đạt ơi, mình nói lớn lên cho cô nào, các bạn không nghe được nè. Nói lớn lên. Cái tiếng của bạn nó bị ồn. Cái mic nó có vấn đề này. Mình có đang nói không ta? Chắc là out rồi ha. Có vấn đề gì ở cái mic rồi. Các bạn có nghe bạn Thành Đạt nói không? Everyone? Dạ không. Đúng rồi. Rồi, Thành Đạt ơi, cái mic của Thành Đạt có vấn đề ấy. Mình có thể out ra rồi vào lại xem cái mic nó có ổn hơn không nhá. Lát nữa mình học ấy, nó sẽ nó không thể phát biểu được đâu. Đấy. Bây giờ ổn rồi nè. Mình chịu khó nói lớn lên một chút ha. Ok, rồi. Rồi ha, đây là bài tập về nhà tuần trước. Còn bây giờ mình sẽ chuyển sang bài học của chúng ta ngày hôm nay. It's a party. Vì lúc đấy là 4 giờ rồi. It's a party. Ok.
Okay, today we are going to learn about Unit 6, Where's Our School? Now, Lesson 1. Look, listen, and repeat. Okay, now, everyone, look at the conversation and the picture. You will listen the audio and then you will repeat that again. Okay, các bạn có hiểu vấn đề ở đây không ạ? Bây giờ mình sẽ theo dõi cuộc hội thoại này, sau đó là mình nghe cái audio họ đọc cái hội thoại này ấy. Sau đấy là chúng ta cùng nhau luyện tập đọc lại và làm hội thoại ha. Page 40, Unit 6. Where's your school? Lesson 1. Can't you hear clearly? Các bạn ơi, có nghe thấy audio không? Everyone, can't you hear the audio? Nghe được không nào? Dạ có. Okay. Rồi, lúc nào cô hỏi thì bạn nào cũng có thể bật mic trả lời cô ha. Cái hỏi cái vấn đề về âm thanh và kết nối ấy ha. Mình nghe lại nào. Activity 1. Look, listen and repeat. A. This is my cousin Jack. He's in London. Hello Jack. Nice to meet you. I'm Fong. Nice to meet you too, Fong. B. Fong and I study in the same school. What's the name of your school? Nuiten Zoo Primary School. C. Where's your school? It's in Nuiten Zoo Street, in Hanoi. D. What about you, Jack? What's the name of your school? Oxford Primary School. It's in Oxford Street. Okay, one more time. Bây giờ mình nghe lại một lần nữa nè. Chú ý cho cô vào những cái từ vựng mới này. Cousin, my cousin. Rồi ha. Và những cái linking sound, những cái từ nối ở trong câu. Okay? Nào, nghe kỹ nào. Listen carefully. Page 40, Unit 6. Where's your school? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. This is my cousin Jack. He's in London. Hello, Jack. Nice to meet you. I'm Fong. Nice to meet you too, Fong. B. Fong and I study in the same school. What's the name of your school? Nuiten Zoo Primary School. C. Where's your school? It's in Nuiten Zoo Street, in Hanoi. D. What about you, Jack? What's the name of your school? Oxford Primary School. It's in Oxford Street. Okay. Now, listen. Bây giờ mình nghe cô đọc ha. Sau đó là các bạn thực hành cho cô. This is my cousin, Jack. He's in London. Hello, Jack. Nice to meet you. I'm Fong. Nice to meet you too, Fong. Fong and I study in the same school. What's the name of your school? Nguyen Du Primary School. Where's your school? It's in Nguyen Du Street in Hanoi. What about you, Jack? What's the name of your school? Oxford Primary School. It's in Oxford Street. Okay. Bây giờ trước khi các bạn vào đọc ấy, có một từ mới ở đây. Cousin. 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 Nha, các bạn nghe và đọc cho đúng này. Cousin. It means that a child's uncle or aunt. It means that a child's uncle or aunt.
Cái này cousin có nghĩa là con của chú hoặc là dì hoặc là cô, gọi là anh em họ ấy. Anh em họ của mình. Rồi. Đấy là từ mới trong bài này. Ok. Và chú ý cho cô một số cái link sau như sau. Ở đây. Phong and I. Đúng không? Đọc chuẩn cho cô là Phong and I. Phong and I. Nhưng mà khi mình đọc để cho nó tự nhiên hơn thì mình sẽ đọc là Phong and I. Phong and I studies in Phong and I study in the same school. Và có một chỗ nữa, đấy chính là is in. Ở đây mình sẽ sử dụng linking sound nối từ âm s sang âm i là is in Wenzhou Street in Hanoi. Is in Alpha Street. Rồi tiếp theo, what about you? Đây, câu này nha, là từ what and about. What about? Thì mình sẽ nối như sau, what about? Mình sẽ nối nhanh, what about? What about? What about you? Ok, rồi, just get it. Các bạn có hiểu không? Ok, rồi, bây giờ mình thực hành nha. Đầu tiên nào, cô mời Vương Linh đọc cho cô nào, đọc bài cho cô nào. Từng bạn đọc một ha, đọc lớn lên nào. Chậm thôi à, không cần nhanh đâu. Đọc đi. Cô cho đọc không? This is my cousin Jack. He in London. Hello Jack. Nice to meet you. I'm from. Nice to meet you from. Two Phong and I study in the same school. What the name of school? Of your school? Primary school. When's your school? Is in Wenzhou Street in Hanoi. What are you, Jack? What's the name of school? No. Primary school is in the Alpha Street. Okay. Rồi. Các bạn là ổn ha, mình luyện đọc nhiều thêm à. Bây giờ tắt tích luyện đọc thêm cho cô ha. Tiếp theo nào, Nam Phong đọc bài cho cô nào. This is my cousin. Cousin. He in London. Hello, Zach. Nice to meet you. I'm Fong. Nice to meet you too, Fong. Fong and I study. No. Study.
and the in the same school. Now, in the same school. In the same school. Now, same. Same. Okay. What the name of your name? Your school. Nguyễn Thu Phạm Ma gì? School. Okay. Now, Phạm ơi, now. Primary. Primary. Now, primary. Why? Primary. Now, pri. Đọc theo câu nào. Pri. Why? Pri. Mình bật âm p ra và đọc pri. Pri. Primary. 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 Yes. Okay. Đọc lại câu này cho con nào. Nguyễn Du Spipery School. Now, primary. Primary. School. When your school is in Nguyễn Du. Street. In Hà Nội. Okay, now stop. Hà Nội. Hà Nội. N. Đúng rồi. Đọc chậm ha. Cái phần nào mà có chữ N ấy, mà mình có bị ngọng sang âm L ấy, mình đọc chậm cho cô ha. Mình sẽ sửa từ từ thôi. Đúng được chưa? Hà Nội. Đọc chậm nha. Rồi, tiếp tục nào. What about your sách? You. What about you? You said what's the name of your school? Oxford. Oxford. Now, Oxford. Primary. Upper. Primary. School. School. Is in upper. Upper street. Upper street. Okay. Rồi, cho các bạn nghe cái từ này. Oxford Primary School. Oxford Primary School. Okay. Masculine school. Primary. Primary. Okay. Rồi. Tạm rồi đấy. Nha. Mình luyện đọc thêm. Okay. Lát nữa cô sẽ kiểm tra. Nào tắt mic luyện đọc nào. Tiếp theo. Gia Bảo nào. This is my cousin, Jack. He's in London. Hello, Jack. Nice to meet you, too. Nice to meet you. I'm Fong. Nice to meet you, too, Fong. Fong and I study in the same school. What's the name of your school? Nguyễn Du Phạm Primary School. Where your school is in Nguyễn Du Street in Hà Nội. What about you, Jack? What's the name of your school? Oxford Primary School is in Foster.
Street. Street. Okay, street. Rồi ha. Đây, sau khi có... Xin cô em đi vệ sinh. Okay. Có một số bản đọc xong thì có thể có các bản đọc sai khá là nhiều từ cơ bản đấy. Có thể khá là nhiều từ cơ bản luôn. Nào, các bạn nhìn này, cái từ này ha, cái từ study, cái từ học hành ấy. Study, âm á chứ không phải là âm u. Study, study nha. Từ này, study in the same. Cái từ, các bạn biết cái từ same không? Đọc nó như thế ấy. Same, same. Đấy, same. Nó có cái nguyên âm đó là A. The same. The same school. School. Không phải là school. 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 Không phải school nha. School là không phải đâu. Là sai đấy. Phát âm sai rồi đấy. School. Đấy. School. Có âm L đi lên này. School. 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 Nha. Rồi, tiếp theo có một số cái từ này nữa. Cái từ trường này, trường tiểu học này, primary. Primary. Upper nha, phát âm. Primary. Primary school. Primary school. Okay. Oxford. Có âm đều này, Oxford Primary School, Oxford Street, không phải stress, street. Rồi, tiếp theo nào, cô mời Thảo Quỳnh nào, Thảo Quỳnh đọc bài cho cô nào. Sid is my cousin Tan. Tan là gì vậy cô? Jack. He's in London. Hello, Jack. Nice to meet you. I'm Fawn. Nice to meet you too, Fawn. Fawn and I study in the same school. What name of your school? Nguyễn Du. Gì vậy cô? Nguyễn Du. Primary. No. Primary. Primary. School. Where's your school? It's in the Nguyễn Du set in Hà Nội. Street. Nguyễn Du Street in Hanoi. Nguyễn Du Street in Hanoi. What about you, Jack? What's the name of your school? Fox Primary School. It's in the shop set. Now, Oxford Primary School. I've stopped my Mary school. No, primary. Primary. No, primary. Primary. M, âm ơ đâu? Primary. Primary. Nào, không phải e. Primary. Ơ nào, primary. Primary. Mà primary, m không phải m nha. Primary. Primary. Okay. In Oxford Street. In Oxford Street. 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 Nhớ nha, street. Okay? Street. Yes. Okay, rồi, cơ bản là ổn rồi đấy, nhưng mà mình nốt âm hơi bị nhiều nha. Mình nốt âm, nốt từ đâu hết rồi ấy. Ha. Cố gắng là đọc đúng, đọc đủ cho cô ha. Rồi, tiếp theo bạn Thành Đạt nào. Hi.
Thành Đạt ơi, cái mic của mình ấy, cái mic của mình nó cứ bị rè ấy. Nó cứ bị rè cái mic ấy. Nó lấn át cả cái tiếng của mình luôn ấy. Ok. Rồi. Thành Đạt lát nữa sau cùng. Cái âm nó cứ bị rè, không thể nghe được một từ gì hết. Mình bây giờ nghe lại một lần nữa này, nghe lại audio một lần nữa này. Và sửa qua những cái lỗi sai mà mình cái mắc phải này. This is my cousin Jack. He is in London. Hello, Jack. Nice to meet you. I'm Fong. Nice to meet you too, Fong. Fong and I study in the same school. The same school, yeah. What's the name of your school? When you primary school, primary. Where's the school? It's in Wenzhou Street in Hanoi. Street, nha các bạn. Wenzhou Street in Hanoi. What about you, Jack? What's the name of the school? Oxford Primary School. It's in Oxford Street. Okay. Chưa nào? Đây, bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa audio này. Page 40, Unit 6. Where's your school? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. This is my cousin, Jack. He's in London. Hello, Jack. Nice to meet you. I'm Fong. Nice to meet you too, Fong. B. Fong and I study in the same school. What's the name of your school? Nuiten Zoo Primary School. C. Where's your school? It's in Nuiten Zoo Street in Hanoi. D. What about you, Jack? What's the name of your school? Oxford Primary School. It's in Oxford Street. Ok. Ha, bây giờ về nhà các bạn luyện tập thêm, đọc thật nhiều vào ha, sửa tất cả các lỗi sai cho cô. Các bạn vào Easy Class, cái app Easy Class mà thầy Giang đã giới thiệu với các bạn này. Vào đấy nghe, luyện đọc và có cái check từ vựng ấy, check phát âm từ vựng, các bạn vào đấy check cho cô nha. Check khi nào mình đọc đúng phát âm chuẩn thì cô. Chờ. May I go out? Yes. Quickly. Rồi ha. Vào đấy làm và phát âm, luyện phát âm cho cô nha. Các bạn phát âm vẫn còn yếu lắm. Rồi, next part. Sang hoạt động tiếp theo nào. Activity number 2. Point and say. Work in pairs. Ask and answer questions about your school. Ask its name and where it is. And where is E? Nào, bây giờ mình sẽ hoạt động theo cặp và hỏi và trả lời về câu hỏi hỏi và trả lời câu hỏi về trường của bản thân mình. Hỏi về tên này, hỏi về nó ở đâu. Now, look at the pictures. You can see the address of school and some words. Some what it mean the name of the school. Đây, các bạn có thể thấy ở các cái bức tranh này này. Đây là những cái biển này là những cái tên đường ha, là địa chỉ ấy, where is it, nó ở đâu. Và những cái từ dưới này thì chính là tên trường. Bây giờ chúng ta sẽ nối cái tên trường phù hợp với tên của đường nó. Và sau đó mình sẽ thực hiện đoạn hội thoại ha. Nào bây giờ nghe audio trước để xem ha. Where's your school? It's in Oxford Street. A.
Oxford Street. B. Hua Bing Road. C. Batrang Village. D. Huang Kim District. Ok, nào bây giờ mình nhìn vào cái ví dụ nào. Where's your school? Đây, cái đầu tiên à. It's in Oxford Street. A. Ok, nào câu ví dụ đầu tiên. For example, where's your school? It's in Oxford Street. Or maybe B. Picture B. Where's the school? Is in Hua Bing Road. Ok, các bạn đã hiểu chưa? Hiểu cái vấn đề của bài tập ở đây chưa? Rồi ha, bây giờ mình bắt đầu nào. Cô sẽ mời hai bạn một này. Vương Linh nào, Vương Linh và Nam Phong nào. Nam Phong đâu rồi? Nam Phong ơi. Bạn Nam Phong đâu rồi nhỉ? Đi đâu rồi? Con đây ạ. À. Ok, nào bây giờ làm bài tập nào. Anh và Nam Phong thực hiện đoạn hội thoại cho cô nào. Hỏi và trả lời nào. Bức tranh đầu tiên. Rồi, Vương Linh trả lời nào. In Oxford Street. Oxford Street. Ok. Rồi bây giờ Vương Linh hỏi lại bạn Nam Phong bức tranh B nào. Picture B. Where's your school? Is in Hoa Bình Road. 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 Ok. Ok, good. Rồi, thank you. Thank you everyone. Rồi ha, tiếp theo, có một bạn tiếp theo nào. Bạn Hảo Quỳnh và bạn Gia Bảo. Hảo Quỳnh đâu? Quỳnh ơi, can you hear me? Gia Bảo đã quay trở lại chưa? Rồi, Thảo Quỳnh nào. Rồi, Gia Bảo đâu nhỉ? Gia Bảo, can you hear me? Gia Bảo vẫn chưa quay trở lại này. Rồi, ok. Cô sẽ thực hành với Thảo Quỳnh ha. Nào, picture C. Where's the school? It's in... Đọc cái khác nhau được không cô? No. Nào, Batrang Village. It's in Batrang Village. It's in Batrang Village. 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 Okay, yes. Rồi, tiếp theo. Nào, mình hỏi cho cô xem nào. What's the where's your school is in the Hoàng Kim District. It's in Hoàng Kim District. District. Không có đờ đâu ra. District. Okay. Không có đờ đâu ra đâu nha. Mình không có nói thêm từ như thế. It's in Hoàng Kim District. Nha. Yeah. Mình mà thêm the vào là sai đấy. Ok, good. Tiếp theo, Thanh Đạt nào. Bức tranh picture B. It's in Hoa Bình Road. Okay. Now, picture C.
Picture C. Thành Đạt. Village. It's in Pachang Village. Okay, good. Hiện tại Gia Bảo đã quay trở lại chưa nào? Bạn Gia Bảo ơi. Gia Bảo, can you hear me? Gia Bảo ơi, bạn Bích nào? Cô gọi lại một lần nữa ha. Gia Bảo, can you hear me? If the answer, I will click out. Okay, okay. Rồi. Rồi ha. Tiếp theo, các bạn đã... Ở đây là cấu trúc hỏi về trường. Địa chỉ của trường ở đâu? Nha. Các bạn nhớ cho cô cái cấu trúc câu hỏi là Where's your school? Where's your school? Mình muốn hỏi là trường của bạn ở đâu? Mình sẽ hỏi là where's your school? Và câu trả lời sẽ bắt đầu bằng is in. Nó ở is in Pachang Village or is in Hoàn Kiếm District or maybe is in Oxford District or Oxford Street. Đấy. Nó sẽ bắt đầu bằng is in nha. In không. Rồi. Okay, next part. Hoạt động số 3 là một hoạt động nghe. Okay, một cái skill listening. Activity number 3, listen and take. Now, look at the picture. Look at the pictures. And you can see some school. And now you will listen the audio and take the school. That's the audio speak. Bây giờ là mình sẽ nghe audio này và nhìn vào, chú ý vào các cái bức tranh này, những cái tên trường ấy mà audio sẽ nói tới. Cái tên trường nào mà audio đang nói tới ở đây và tích vào đáp án chính xác cho cô. À, bây giờ các bạn nghe nào. Listen carefully. 1. Where's your school? It's in Nguyễn Huệ Street. Is it in Hà Nội? It isn't. It's in Nam Dinh. 2. What's the name of your school? Bat Trang Primary School. Where is it? It's in Bat Trang Village. 3. My school is big and beautiful. Where is it? It's in Oxford Street, London. 1. Where's your school? It's in Nguyễn Huệ Street. Is it in Hà Nội? No, it isn't. It's in Nam Dinh. 2. What's the name of your school? Bat Trang Primary School. Where is it? It's in Bat Trang Village. 3. My school is big and beautiful. Where is it? It's in Oxford Street, London. Okay, now, who can take the answer? Bạn nào cho cô cái đáp án nào? Cho cô đáp án nào? Who can? Cái này dễ mà. Nào. Đáp án câu số 1. Nào. 1. Picture A, B or C. Who can raise a hand? Ok, ngồi mời Gia Bảo nào. Là A. Ok, now,
Cô mời một ý kiến khác nào, cô mời Vương Linh nào, qua tập báo díu. Đà bàn si. Si. Ok, hiện tại là có hai đáp án A and C. Another idea. Ý kiến của các bạn khác thì như thế nào? Ôi cô cho con nghe lại đi cô. Ok, rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa và xem đáp án A or C. 1. Where's your school? It's in Nguyễn Huệ Street. Is it in Hanoi? No, it isn't. It's in Nam Dinh. Ok, rồi. The correct answer is C. Right, C. That's right. C. Ok, now number 2. The picture A, B or C? Who can raise a hand? Bạn nào nào? Who can? Raise a hand. Rồi Vương Linh tiếp nào. Em thưa cô đáp án A. A, ok. Another idea? Bạn nào có ý kiến khác không? Rồi, bây giờ mình check ha. Two. What's the name of your school? Bat Trang Primary School. Where is it? It's in Bat Trang Village. Okay. And the correct answer is A. It's Bat Trang Primary School in Bat Trang Village. And now, the last one, number 3. Picture A, B, or C. Bây giờ nghe lại một lần nữa ha. Các bạn có vẻ không chú ý lắm. My school is big and beautiful. Where is it? It's in Oxford Street, London. Okay, now. Picture A, B or C. Giá bảo nào. B. B. Okay, another idea. Có ý kiến khác? Vương Linh có ý kiến khác không? Ok. Không có à? Nghe lại một lần nữa à? Nghe kỹ cho cô này. Cái này tất cả ở đây đều nằm ở London. 3. My school is big and beautiful. Where is it? It's in Oxford Street, London. Rồi, nghe được chưa? Đáp án nào? What's the correct answer? Nào, Gia Bảo nào, làm lại cho cô nào. C cô. C. Okay, right. C is correct answer. Oxford Primary School in Oxford Street, London. Okay, now let's check. Well done. Well done. Yes. This is transcript. Đây. Đây là cái lời của cái bài nghe hôm nay này. Nào, câu số 1 này. Where's the school? Is in Nguyễn Huệ Street. Is in, is it in Hanoi? No, it isn't. It's in Nam Định. 2. What's the name of the school? Bat Trang Primary School. Great. It's in Bat Trang Village. 3. My school is big and beautiful. What is this? It's in Oxford Street, London. Ok, rồi. Gia Bảo ơi, đọc cho cô ba cái đoạn hội thoại này cho cô nào. Where's your school? It's in Nguyễn Huệ Street. Is it in Hanoi? No, it isn't. It's in Nam Định. What's the name of your school? Bat Trang Primary School. Where is it? It's
in Bachel Village. Village. My school is big and beautiful. Where is it? It's in Oxford Street, London. Yes, very good. Okay, thank you. Okay, now, tiếp theo. Cô mời tiếp theo nào. Thảo Quỳnh nào, Thảo Quỳnh ơi. Đọc bài cho cô nào. Đọc bài đoạn hội thoại này cho cô nào. Where's your school? Trả lời đáp án ra hả cô? Mình đọc cho cô tất cả cái ba cái đoạn hội thoại này này. Dạ. Is in Nguyễn Huế set. Sit. Is it in Hà Nội? No, it isn't. Is in Nam Định. What the name of your school? Phát Thanh. Remember. Right. Now, primary. Primary school. Where is it? It's in Phát Thanh Vivem. Now, village. Village. Tiếp nào. Trước. My school is big, new, beautiful, and beautiful. Where is it? It's in Oxford, London. It's in Oxford Street, London. It's in Oxford, London. No, đừng có nút từ đâu. Mình không có nút từ nha. It's in Oxford Street, London. After visit London. Now, stop. Now, đọc chậm lại cho cô nào. Oxford. 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 No. Oxford. Pearl now. Không phải shop. Fort. Shop. Street. Okay. It's in Oxford Street, London. This is Street, London. Đấy lại. Được cái từ này mình lại mất cái từ kia. Đọc chậm lại cho cô. It's in Oxford Street, London. It's in Oxford Street, London. Ok, rồi ha, tạm rồi ha. Bây giờ nhớ luyện đọc thật nhiều ha. Mình hãy mở, tất cả các bạn hãy mở sách giáo khoa ra, đọc tất cả các bài hội thoại, đọc đi đọc lại thật nhiều lần. Thứ nhất là luyện phát âm này, thứ hai là luyện cái tính trôi chảy trong quá trình mình nói ha. Chứ như thế này là không có ổn đâu ha các bạn. Các bạn không có duyên ấy, nên lớp nó rất là khó để dạy các bạn để học ấy. Bởi vì những cái từ cơ bản này các bạn vẫn phát âm còn sai này. Hãy mở Easy Class ra, luyện đấy. Ở trên đấy có cái app từ vựng, check từ vựng ấy. Các bạn vào đấy đọc này, phát âm này. Nó sẽ check ra các bạn đọc đúng bao nhiêu phần trăm này. Như thế nào là đọc chuẩn tiếng Anh ấy. Chuẩn người bản xứ 100% luôn ấy. Check ở trên đấy rất là tốt. Bạn cứ lên đấy đọc làm. Có bạn nào chưa biết cái app Easy Class không? Con chưa cô. Phương Linh à? Được rồi, lát nữa cuối giờ cô sẽ giới thiệu cho các bạn. Bạn nào chưa biết thì cô sẽ giới thiệu về cách tải ha. Mình tải về điện thoại này cho dễ học.
Rồi bây giờ mình học tiếp phần tiếp theo nào. Activity number 4, look and write. Now look at the picture and write an address of school. Bây giờ hãy nhìn vào bức tranh này. Nhìn vào các cái biển ở đây nha. Và viết cho cô, đọc cho cô cái địa chỉ của ngôi trường này. Những ngôi trường này. Cô lấy ví dụ này, for example number 1, my school is in Nguyễn Trãi Street. Đây là ví dụ ha. Rồi, các bạn nhìn vào nhìn vào cái cổng này này, cái biển này này là có thể lấy ra được cái tên này. My school is in Winter Street. Rồi, câu số 2 cho cô nào. Làm câu số 2. Bạn Thành Đạt nào. Đánh câu trả lời câu số 2 vào trong ô chat cho cô. Bởi vì cái mic của mình có vấn đề, nó không thấy được thì mình đánh vào ô chat cho cô nào. Rồi, Nam Phong trả lời câu số 2 cho cô. His school is đây là hỏi tên trường nha. Vanoy Vita. No. His tên trường nào, tên trường không phải địa điểm nữa. Tên trường thì nó ở đâu? Tamazi School. His school is Vanoy Primary School. Primary nha, mình phát âm chuẩn cho cô nào. Primary School. Primary School. Primary. Primary. Ok. Rồi, tiếp theo. Câu số 3. Bạn Vương Linh trả lời câu số 3 cho cô. Her school. Cái này có thể là trả lời là bằng trả lời cả tên trường lẫn tên địa chỉ của trường. Cái này cô sẽ gợi ý cho một chút là her school is tên trường, sau đó mình thêm in tên địa chỉ của trường. Nào Vương Linh trả lời nào. Tên trường trước, sau đó gửi đến là địa điểm của trường ha. Linh ơi. Nào. Her school is in is is tên trường nào. Sunflower Primary School in South Street, London. Yeah, right. Her school is Sunflower Primary School in South Street, London. Yes. Đúng rồi. Các bạn có một cái câu trả lời đầy đủ như thế này này. Đấy. Khi mà họ hỏi là ở địa chỉ tên trường của bạn ở đâu, có thể mình có thể là kết hợp luôn là địa chỉ này. In South Street. London. Ok. Yes. Rồi, mình đã xong hoạt động tiếp theo này rồi này. Ở hoạt động này thì là nói về cái tên, cách viết, cách nói về tên trường này, địa điểm của trường này. Và mình kết hợp được cả tên trường và tên cái địa chỉ của trường ha. Tiếp theo, hoạt động cuối cùng. Let's sing. Rồi, mình sẽ đọc qua trước, sau đó mới nghe audio này. Các bạn chú ý cho, rồi cô sẽ lưu ý một số cái từ mà các bạn cần phải chú ý khi mình nghe thêm audio nữa. Này, this is the way.
This is where we go to school. Go to school, go to school. This is where we go to school. So early in the morning. Early. So early in the morning. This is where we go for a walk. We go for a walk. Yeah, for a walk. Ở đây cô dùng linking sound. Âm nối từ for a walk. For a walk. This is where we go for a walk. For a walk. For a walk. This is the way we go for a walk. So early in the morning. Ở đây chị mình chỉ chú ý cho cô cái từ early, phát âm cho đúng này, early. For a walk. For a walk. And okay. Thế thôi, mình cái từ này nó cơ bản rồi ha. Bây giờ mình nghe này. Mình nghe trên này cho nó đầy đủ. The way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning. This is the way we go for a walk, for a walk, for a walk. This is the way we go for a walk so early in the morning. Okay, rồi. Bây giờ các bạn nhìn. This is the way. Bây giờ mình nhìn sang bên cái lyric này, cái lời ấy. Nghe lại. Bây giờ cái phần này là các bạn phải nghe cho cô kỹ, nghe cách phát âm kỹ nhá. Để lát nữa mình đọc cho nó đúng này. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning. This is the way we go for a walk, for a walk, for a walk. This is the way we go for a walk so early in the morning. Ok. Rồi, có mời các bạn đọc bài nào. Gia Bảo ơi, đọc bài cho cô nào. This is a way we go to school. Go to school. Go to school. This is the way we go to school. So early in the morning. This is the way we go to for the walk. For a walk, for a walk. This is the way we go for a walk. So early in the morning. Okay, so early. Early không phải là early. Early. Ơ nhỉ, âm ơ. Early, phát âm là âm ơ này. Early. Rồi, okay, yes. Tiếp theo, cô mời Thảo Quỳnh nào. Thảo Quỳnh ơi. Dạ. Nào, đọc bài. This is the way. This is the way where we go to school. Go to school, go to school. This is the way we to school. So is early, so early. So early. In the morning, this is the way we go up. We go for a walk. We go for a walk. For a walk. For a walk. Up a walk. For up. For a walk. This is the way we go for a walk. The walk. So early in the morning. Early. So early in the morning. So early in the morning. Okay. Early. 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 Ở đây. Okay, good. Thank you. Ở đây cái từ early, early có nghĩa là sớm. Sớm, các bạn đọc đúng này. Early, so early. Okay, tiếp theo. Nam Phong nào. This is the way
This is the way I go to school. Go to school. Stop. Dừng lại cho cô nào. We, phát âm từ nào cho cô? We. Go. Go. We go to school. We go to school. Nào, we go to school. We go to school. 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 Okay. Đọc lại, đọc đúng tiếp nha. Go to school. Go to school. Go to school. This is why we go to school so early. Early in the morning. This is the we. Why? Go what? Now, this is the way we go for work. This is the way we go for work. We go for a walk. Now, for walk. For a walk. For a walk. For a walk. This is the way we go on a walk. Walk. So early in the morning. Nào, cái từ này mình phát âm là for. Đúng rồi nha. Ok, thank you. Rồi, có mời tiếp theo nào, có mời Vương Linh. This is the way. This is the way. Where go to? We not where. We would go to school. Go to school. This is the way where we go to school. So early. So early in the morning. This is the way we go to go for a walk. This is the way. We go for a walk. So early in the morning. Yes, good. Okay, mình luyện đọc thêm để trôi chảy hơn nha. Rồi, Thanh Đạt nào. Ok, cái âm thanh, cái mic của bạn Thành Đạt có vấn đề, không nghe được này.
Rồi. Bây giờ mình nghe lại một lần nữa này và sau đó thì cô sẽ ra về tập về nhà này. Rồi là giới thiệu cho các bạn cái app để luyện tập phát âm này. Bây giờ nghe lại một lần nữa nha. This is the way. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school so early in the morning. This is the way we go for a walk, for a walk, for a walk. This is the way we go for a walk so early in the morning. Okay, rồi. Bài tập về nhà của các bạn buổi ngày hôm nay là như sau. Đọc cho cô cái bài hội thoại ha. Đọc đi đọc lại cái bài hội thoại. Hội thoại cho cô này. Bài nào cô? Cái bài đầu tiên ấy, cái activity number one. Cô mở cho em xem cái bài đó đi cô. Bài nào vậy cô? Đây, bài này ha. Cho cô một chút này. Đây, bài này. Luyện tập đọc cho cô cái bài này này nha. Và cái bài let's sing, cái bài hát vừa nãy ấy, luyện đọc cho cô thật trôi chảy vào nha. Được chưa? Rồi buổi sau đi kiểm tra ha. Rồi, bây giờ này, bây giờ cô sẽ giới thiệu cái app Easy Class. Easy Class. Đây, cô chia sẻ cái màn hình nào. Đây. Rồi, các bạn thấy chưa? Đây là Easy Class nha. Các bạn lên Google cái CH Play ấy, bảo bố mẹ lên cái tải app ấy, sau đấy ấn cho cô cái từ Easy Class, cái từ này này. Easy Class. EASY. EASY. Tải về rồi cũng đâu có phát âm được đâu, cô chỉ làm được bài tập. Chỉ nghe thôi cô. Có phát âm mà. Có phát âm nhưng có phát không tiền cô. Đúng rồi. Cái này chỉ được 5 ngày đầu thì mình sẽ được sử dụng cái app phát âm miễn phí. Cái tư vựng này miễn phí này. Ngữ pháp, cái phần plus này miễn phí này. Còn sau này nếu như mình muốn sử dụng thì cả ấy, thì là mình sẽ liên hệ với thời gian. Mình sẽ mua nó khoảng tầm 300 mấy. Cô khóa làm bao nhiêu tháng ấy? Em không rồi, cần. Cô nghe đây. Em không cần tiền nhưng mà em được trúng thưởng của. À thế à? Đấy. Mình sẽ luyện cái này phát âm nó thật nhiều cái phần từ vựng này. Từ vựng vào đây để phát âm này, làm bài tập này. Nếu như mà mình không mua ấy, mình vào cái phần học bài này nha. Vào phần học bài này nha. Sau đấy ấn vào từng unit một và nghe cho cô luyện nghe này. Và sau đó phát âm lại ấy. Cái này ở trong sách giáo khoa hết. Những cái bài mà không cần phải tải về luôn ấy. Cứ để thế và nghe, không cần phải tải về nha. Nghe cũng phải là nhập. Đấy. Rồi bài tập này. Có bài tập nữa. Hai phần này thì nó là free. Các bạn vào làm bài tập. Làm bài tập ở đây cũng được này. Bạn nào đang bật mic đấy? La bảo. Rồi. Tải cái Easy Lab rồi là phải đăng nhập nữa cô. Đúng rồi. Mình có cái tài khoản Google của bố mẹ. Phương Linh, Vương Linh mình đã biết tải chưa? Ủa mà cô. Cái trò chơi có cái hộp kho báu người ta chơi tiết kiệm tiền rồi sao hả cô? Thế nào nhỉ? À cái trò chơi này á. Đúng rồi. Tại cô. Vì cô xem nào. Vòng quay may cái mắn. Cái là vòng quay may mắn nè. Mà quay vô cơ là bạn không cần được quay, cô bấm thử. Ôi cô, con biết để quay rồi. Phải vào đấu trường, phải thi xong rồi
người ta mới cho vòng quay may mắn cô ạ. Đúng rồi, cái phần thi ấy. Cái phần thi ấy nhưng hình như là làm bài tập hay là phát âm. Phát âm đúng không? Không, cô bấm vào đấu trường đi cô. Đấu trường. Đấy okay. Cô. Cô bấm vào. Các bạn vào đây. Đấy cô. Hình như cái vòng cái vòng quay may mắn này là sau đấy hình như là các bạn có trúng cái sử dụng cái từ vựng gì gì ấy đúng không? Không ạ. Phải thi xong thì người ta mới cho. Mà đúng rồi. Ngày mai người ta cho 10 lần. Ừ. Các bạn cứ tải về rồi xem tất cả cái tính năng ở trong này này. Nó rất là bổ ích. Cái này nha, cô nói nha, cái này có sách từ lớp 3 tuổi này cho tới lớp 12 luôn nha. Nếu như có thể mua thì có cái gói trọn đời ấy thì mua được và dùng cho cả 12 năm học luôn đấy. Em là không cần. Em học có một sách. Nó rất là tiện. Em học có một sách này đâu cô. À hả, thế à? Em quy củ. Hả? Trình độ đến đâu rồi? Trình độ là sao? Trình độ. Mình đâu có level phải... cô xem. Vô đấu đâu. Xem xếp hạng. Xếp hạng tuần này, tháng này các bạn là được bao nhiêu nào? Con được kim cương vàng. Đây, đây là các bạn ở trong trong trường này. Đây, con đây. Dạ. Dạ bảo này. Con được có Hải Nam này. Đây, các bạn này. Đây là lớp anh bạn này là quốc tịch này là lớp 6. Xem này. Thì rồi cô thấy rồi, cô thấy Gia Bảo rồi nè. Thiệu Hương. Còn mới có 20 bạn thôi. Sáng nay có 20 bạn làm ở đây thôi. Chẳng quên trình độ đâu. Em đang có bao giờ vô trong nó làm đâu cô. Mình phải vào đây làm để luyện tập thường xuyên chứ. Để nó nâng cái trình tiếng Anh của mình lên. Là sao? Là mình vào đây ấy, làm bài tập nè. Thì em phát âm nè. Để... có vô làm bài tập. Nhưng phần phát âm không có mùi như này. Không có phát âm cô. Và làm bài tập cũng được mà. Do là cái gì nhỉ? Cái địa chỉ mà mình khi vào liền mình đăng nhập ấy thì nó không phải là tên của trường mình. Tên là cái Giang Vy English School nên là không có hiện. Lộ trình của cô là gì? Lộ trình đến đâu? Lộ trình. Lộ trình ở đâu? Cái màu đỏ. Là thứ 4 đi cô. Toàn quốc chứ Hà Nội là gì cơ? Cái này là ở tất cả các nước trên Hàn Quốc trên nước này. Như là hình như là đang tới đây này. Cô em học Brit mới có được con gái cái quyển sách thật cô. Rồi cô ơi cô bấm vào hộp quà đi cô. Hộp quà kia cô. Đây cô ơi, hộp quà. Cả hộp quà kia nữa rồi. Ok. Cái này là Get it coin. Anh phải bắt nhau là mua em cái. Xong rồi mua. Rồi. Ok, rồi ha. Rồi, buổi học hôm nay kết thúc tại đây nha. Các bạn về nhớ học bài, làm bài nha. Yeah. Ok. Rồi, goodbye everyone. Good night. Yes, goodbye. See you later. Goodbye. Goodbye. Yes, goodbye. Cô, nãy em khỏi cần đọc luôn được không cô? Mình phải đọc chứ. Em đâu có mua sách, em đâu có sách đó đâu cô, bởi vì em ở miền Nam mà. À, mình có thể mua thêm về học mà. Mua thêm bài học có sao đâu. Em đi hỏi lớp nha cô. Ok. Goodbye.